gì em lo không mới ra ngoài cũng được. Chân nó cả nhà để có một cái tổ ra riêng của chú Diệm Loan cũng để ra ngoài để khán giả người cảm thấy mình yêu thích cái món đó, cô chú anh chị các bạn sẽ là lấy cái đó mình ăn thử, cảm thấy mình ưng ý thì sẽ mình lại lấy cái chiều gỗ mình mua hàng cả nhà. Tiết kiệm trong cái rổ là nó gần tất cả luôn mặt hàng luôn, như ví dụ là mít sấy là một, rong biển kỳ hạt, mè đen, mè trắng của chú anh chị, có chùm ruột nè, có me thái nè chú anh chị, có rất nhiều hàng khác nữa. Yến thì nói chung là yến là không thử được, yến cũng có một cái giá trị riêng của nó nên cả nhà nó chỉ tránh quan cảnh có hợp yến để trên bàn cho cô để mua nè cả nhà. Đặc biệt là mình mua những món quà trên 2 triệu là được hưởng một cái tập lịch nè cả nhà, với một bộ lì xì của chú anh chị. Đi gặp học sư Ngọc đó. Thì nói chung thì những cái rổ mà chị Hồng Loan mua nó cả nhà, nó y là rổ siêu thị của chú chị, như ví dụ như mình mua cái mặt hàng nào á là mình bỏ dưới trong cái rổ đó của chú, mình xách lên theo ý mình sẽ mua khi mình tính tiền mặt hàng đó cả nhà, nó không có bị lậu nha cô chú anh chị. Chị Loan làm vậy một cách là nó gọn gàng, khỏi sợ bị lậu đồ nha cả nhà.
Yến tổ và yến sợ và yến yến trăm phần trăm đó nè, rất là ngon. À, cô chú anh chị mình mua có thể mua để dành, mình để dành ăn cũng được. Cho nên là cô chú chị anh con đang ở đằng sau đó nè, con giờ cũng lấy trước nữa, chắc hồi sớm giờ con đi rửa mặt cô chú chị. Yến mình mua để tủ lạnh để dành mình ăn cũng được. Yến gì mình để dành mình ăn cũng được, ở nhà mình để mở tủ lạnh mấy tháng cũng được nha cô chú chị. Yến rất là ngon, ăn mình ăn mình uống nhá, có bổ khỏe cô chú chị, bổ khỏe nè, tăng cường sức lực và chống lão hóa da nữa cho quý vị. Cô mua rất nhiều yến, cả nhà mua yến không cũng được. Miền hôm qua có tham gia trong cái buổi live stream hôm qua không nha cả nhà, cho nên là cô chú chị có thêm rõ, nếu mà ba miền có chỉ live stream là live stream trên kênh ba miền thôi cả nhà, còn bất cứ cây khác tây ba miền cũng không tham gia nghe cô chú anh chị và các bạn nha. Đó, thì hai cô hồi sớm giờ một cô một chị cũng vừa bên trong vào bên trong mua rất là nhiều yến cả nhà, thì hai cô cũng đi trong đi về, chắc lại là hai mẹ con cả nhà. Hãy subscribe cho kênh.
chú anh chị có theo dõi video của em thì cô chú anh chị hãy nhớ, nếu mà tin Bơ Miền mà livestream ở trên các kênh Bơ Miền mới chính xác là tin Bơ Miền hay cô chú anh chị. Nhiều cô chú anh chị comment kêu mà tin Bơ Miền là hôm qua có tham gia những cái livestream khác không, thì nói chung là tin Bơ Miền không có nha cô chú anh chị ha. Tin Bơ Miền chỉ livestream trên trực tiếp trên kênh tin Bơ Miền đó, chứ ngoài ra tin Bơ Miền không biết, không tham gia nha cô chú anh chị. Đôi khi cô chú nghe cái giọng nói tiếng Bơ Miền cô chú anh chị mình hay xác minh chính xác rồi, cô chú anh chị nói nghe, còn tiếng Bơ Miền không có tham gia nghe cô chú anh chị, chỉ livestream trên tiếng Bơ Miền thôi cả nhà ha. Bây giờ mà tiếng Bơ Miền cô chú anh chị thấy thông báo tiếng Bơ Miền trực tiếp hay là cái gì đó là tiếng Bơ Miền sẽ cô chú anh chị hãy nói nhắn tin cả nhà ha. Điều quan trọng đó là cô chú anh chị hãy xem xét tiếng cái lời nói của tiếng Bơ Miền nha. Mỗi người có mỗi cái lời nói khác nhau nha cả nhà mình. Và theo tin Bơ Miền cũng xin kết thúc clip ở đây. Cô chú anh chị yêu mến em thì ủng hộ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo cho tin Bơ Miền có thêm có động lực cho những video hay cập nhật và hình thức nhật trầm luân của bán hàng cho cô chú anh chị xem nha cả nhà ha.